Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thời đại công nghệ số, việc hẹn hò của nhiều người hiện nay cũng đã có nhiều sự thay đổi. Không cần phải làm quen qua lời giới thiệu hoặc là gặp mặt trực tiếp như trước. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được nửa kia của cuộc đời mình dù cho họ có cách xa hàng trăm cây số. Và có một công việc đang giúp cho mọi người đến gần nhau hơn bằng việc là kết nối, tạo ra những cuộc gặp gỡ thật để có thể dễ dàng tìm đến với tình yêu. Đó là những bảo mối thời hiện đại. Dù nhu cầu thực tế, những bảo mối thời hiện đại đang được đào tạo ngày càng chuyên nghiệp hơn với mục tiêu biến bảo mối trở thành một nghề phổ biến và được công nhận trong xã hội. Và đây cũng chính là nội dung chính của tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay trong ngày Valentine 14 tháng 2 với một bảo mối đang làm một công việc như vậy. Xin được giới thiệu cùng quý vị chị Dương Thị Tuyết Nhung. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Dương Thị Tuyết Nhung đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên mà Thùy Dương cũng như các quý vị khán giả đang cảm thấy rất là thắc mắc, cơ duyên nào khiến cho chị quyết định trở thành một bảo mối, và khi mà làm cái công việc này thì người thân của mình có ý kiến gì hay không ạ? Em chào chị ạ. Em cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện và cũng chính là cái câu hỏi mà chị vừa đặt ra cho em ấy. Thì thực ra em là một kế toán và em gái của em là làm trong công ty Rudicap. Và trong cái quá trình mà em mình làm ấy thì em cũng khá là tò mò với cả công việc của em. Mặc dù công việc của em thì là trợ lý đó, của giám đốc, của CEO Vũ Nguyệt Ánh ở trong Rudicap thôi ạ. Và em cũng có tò mò và em luôn thắc mắc là từ trước giờ mình cũng chưa bao giờ nghe đến là có cái dịch vụ như thế, bởi vì em xuất thân là kế toán. Và như chị cũng biết ấy, là ở xã hội bây giờ, ví dụ như là nghề nail hay là nghề cắt tóc thì cũng được mọi người biết đó là những cái nghề. Nhưng mà nghề bà mối, nghề mai mối thì như bản thân em là cũng là lần đầu em nghe thấy, và gia đình em cũng lần đầu biết đến cái khái niệm như thế này. Và sau đó em rất là tò mò và em tìm hiểu về cái công việc này, và em thấy là nó thực sự rất là nhân văn và rất là cần thiết. Và thế là em quyết tâm là em sẽ trở thành một bà mối, một matchmaker chuyên nghiệp. Vâng ạ. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà mình là một bà mối thì chị có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất có thể chia sẻ với quý vị khán giả? Và theo chị thì cái công việc bà mối này khó khăn nhất là gì? Em cái câu chuyện mà em nhớ nhất đó là câu chuyện của chính khách hàng của em. Anh ấy cũng là một CEO khá là thành công, và từ gia cảnh, công việc, tài chính đều khá là xuất sắc, cũng là một high profile ở bên em. Và anh ấy đưa ra cho bọn em những cái tiêu chí cũng khá là khắt khe, bởi vì khi mà họ ở trên một cái ngưỡng thành công nhất định rồi, họ cũng tự ý thức được bản thân của mình thực sự là cần cái gì. Và khi họ gặp em là matchmaker á, thì họ cũng sẽ đưa cho bọn em những cái tiêu chuẩn mà ngay từ đầu họ mong muốn. Và sau khi mà bọn em có những cái ứng viên như thế và bọn em giới thiệu cho anh khách hàng đấy, thì sau 2 buổi đi date, mặc dù những cái ứng viên mà bên em giới thiệu nó thực sự rất phù hợp với tiêu chí của anh, nhưng mà những cái buổi đi date đấy thì anh nói chuyện với cả các bạn nữ có rất là nhiều chủ đề để nói chuyện, bởi vì những cái bạn nữ ở bên em giới thiệu cũng là các chị giám đốc, trưởng phòng các thứ và rất là high profile. Nhưng mà cái câu chuyện của buổi đi date đấy nó chỉ dừng ở công việc thôi. Tức là họ không khai thác được cái cảm xúc trong cái buổi đi date đó, mặc dù anh ấy có thấy rằng là những cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì mình đã thấy những cái người đấy có những cái tiêu chuẩn của mình rồi, nhưng mà tại sao cảm xúc nó lại không có. Thì đến người thứ ba mà khi bên em kết nối á, bạn ý không đủ những cái tiêu chí như ngay từ đầu anh ấy đưa ra, tức là mọi cái tiêu chí mà anh đưa ra thì bạn ấy chỉ được một chút thôi. Nhưng mà khi mà đi date thì thực sự là hai người đấy quá là hợp với nhau về cách nói chuyện, hoặc là bạn ấy rất là lắng nghe. Vì anh ấy là một CEO rồi, và khi mà kết nối với cả một chị nữa cũng khá là high profile ấy, thì thực sự là hai cái tôi nó cũng khá là lớn, có thể nói chuyện, có thể đồng điệu cùng với nhau. Chính vì thế nên là khi mà anh ấy về thì anh ấy có feedback lại cho em là anh cảm thấy rất là ấn tượng với cả nụ cười của bạn ấy. Tức là cái ấn tượng ngay từ ban đầu ấy, nó không phải là cái ấn tượng khi mà mình nhìn thấy một cái người theo đúng cái tiêu chuẩn của mình, theo 5 cái tiêu chuẩn mình đưa ra hay 7 cái tiêu chuẩn của mình đưa ra, mà cái cảm xúc nó là một cái gì đó rất là khó có thể quy định là số 1, số 2 hay là số 3 theo cái tiêu chuẩn của mình. Thì đấy chính là cái câu chuyện mà em ấn tượng nhất, và đó cũng là một trong những cái mà em thấy rằng là cái công việc này của mình ấy, nó thực sự rất là cần cái sự nhạy cảm, và mình cần phải biết là thực sự là khách hàng của mình họ cần cái gì, họ mong muốn cái gì ngoài cái high profile đấy. Vì có thể là bạn
cần một người theo đúng tiêu chuẩn của mình, nhưng khi cái người mà theo tiêu chuẩn của mình đấy chưa chắc đã phù hợp trong cái câu chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Vâng ạ, nghe qua chia sẻ của chị thì có vẻ như là mong muốn chưa không bằng những cái điều mà mình cần, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi hai profile gặp nhau thì có khi lại đẩy nhau. Mà họ lại gặp nhau ở những cái tiếng sét ái tình và cảm mến nhau từ những cái ánh mắt rồi là nụ cười đầu tiên. Vâng ạ, qua cái dịch vụ hẹn hò như thế này thì chị thấy là cái tỷ lệ thành công ra sao, khoảng tầm bao nhiêu phần trăm? Và những cái đối tượng mà khi mà tìm tới dịch vụ mai mối online của chị thường là họ làm ở những cái lĩnh vực hay ngành nghề nào? Và phía bên mình ấy thì có đặt ra cái yêu cầu gì đối với những người đang đi tìm nửa kia của cuộc đời mình hay không? Bên em thì sẽ không thống kê cái sự thành công của các cặp đôi như là lấy nhau, mà bên em sẽ thống kê theo cái tỷ lệ thành công trong cái buổi hẹn hò ấy. Tức là khi mà họ gặp nhau và cái chất lượng của buổi hẹn hò hay là cái cảm nhận của khách hàng khi mà phía bên nam và phía bên nữ gặp nhau thì đấy chính là cái sự thành công của em rồi. Bởi vì đối tượng khách hàng của bên em đều là những người high profile, có thu nhập cao hơn so với mặt bằng của xã hội và học thức cũng cao hơn so với mặt bằng của xã hội. Chính vì thế nên là đối tượng khách hàng đều là những người có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe và khó. Chính vì thế nên là để mà thống kê là họ có đến được, họ có lấy nhau hay không thì bên em sẽ không thống kê cái điều đó, mà bên em sẽ thống kê rằng là trong cái buổi đi date và cái đối tượng hẹn hò đấy là khách hàng có hài lòng hay không và có duy trì mối quan hệ với cái người mà được giới thiệu hay không, thì đấy chính là cái mà bọn em thống kê. Bọn em có thể, nếu mà thống kê theo cái tỷ lệ thành công để mà kết hôn như những dịch vụ khác mà họ cam kết thì bên em không cam kết điều đó, và bên em có thể nói là cái tỷ lệ theo như những bên khác giới thiệu là khi mà bạn sử dụng dịch vụ thì bạn trong vòng mấy tháng bạn có thể kết hôn ấy, thì bên em không cam kết điều đó và có thể tự tin nói rằng là cái tỷ lệ đấy là thấp nhất. Bởi vì khi mà người ta đã có những cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe khi mà lựa chọn cái người bạn đời của mình ấy, thì cái thời gian để họ tìm hiểu và cái sự cân nhắc của họ lại càng khó hơn rất là nhiều. Không biết là trung tâm của mình thì được hoạt động theo cái quy trình ra sao, có đơn giản hay không? Bên em thì việc cái quy trình khi mà triển khai dịch vụ là khách hàng bắt buộc phải gặp bà mối ở bên ngoài trực tiếp, chứ không qua online hay là qua ảnh gì cả, mà bọn em phải gặp mặt trực tiếp để bọn em có những cái cảm nhận khách quan nhất về chiều cao, ngoại hình, giọng nói và thậm chí là tính cách nữa. Vì đôi khi là trong cái câu chuyện mà bọn em nói chuyện với khách hàng, bọn em sẽ cảm nhận là cái người này ấy, tính với tính cách như thế ấy, thì họ sẽ thực sự cần một người như thế nào. Bởi vì đôi khi là trong những cái câu chuyện rất là thoải mái giữa khách hàng nói chuyện với cả bà mối thì họ sẽ vô tình để lộ ra những cái mong muốn mà sâu xa nhất, chứ không phải là ngồi để nốt ra những cái tiêu chuẩn theo gạch đầu dòng. Đấy là những cái mà bọn em có thể bắt mạch được, mà đôi khi trong những cái công việc bọn em hay nói đùa với nhau là mình giống như kiểu là một bác sĩ, và khách hàng họ đến họ cần phải khám và mình cần phải biết là cái vấn đề trong cái câu chuyện tình yêu của họ trước đây vì sao mà không đi được đến cái kết, và tại sao người ta luôn loay hoay để tìm kiếm khi mà người ta ở cái đỉnh của sự thành công như vậy mà cái chuyện tình yêu vẫn dang dở, vẫn chưa thành công. Thì bọn em cần phải biết là cái vấn đề của cái vị khách đấy là như thế nào. Thì sau khi tìm được cái vấn đề đấy thì mình khi mình kết nối với đối tượng khách hàng khác, nó mới nâng cao cái tỷ lệ thành công khi mà họ gặp nhau. Đấy là cái quy trình bọn em. Và sau khi cái quy trình gặp matchmaker xong thì khách hàng bắt buộc là phải qua cái khâu là xác thực những cái thông tin về cá nhân. Tất cả những cái gì khách hàng nói từ công việc, học thức, thậm chí là tình trạng hôn nhân hay tình trạng độc thân, bọn em cũng cần phải xin những cái giấy xác nhận ở phường, xã hoặc tất cả những cái đấy đều phải minh bạch, hoặc là khách hàng nói những cái thông tin gì bọn em cũng đều phải xác thực cái điều đó trước. Và nếu như khách hàng không sẵn sàng xác thực những thông tin đấy thì bọn em cũng không thể triển khai dịch vụ được. Vâng ạ, nghe qua những cái mô tả của chị thì có thể nói là cái nghề báo mối online này cũng là một cái nghề rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Bởi vì là mình được gặp gỡ nhiều người, được nghe nhiều câu chuyện của họ và cũng tìm hiểu được những cái khó khăn của họ trong cái việc tìm người bạn đời của mình. Và bằng một cách nào đó khi mà giới thiệu cho những cặp đôi mà hai người có thể tìm tới được với nhau thì đó cũng là một cái rất là thoải mái và vui vẻ từ nghề này. Vâng ạ, trong quá trình làm việc thì chị có thể chia sẻ về việc để tìm một người yêu, một người bạn đời thì có quá cần thiết là phải có điều kiện hay không, và làm thế nào để những cái người mà yêu khó kết hôn họ có thể tìm được nửa kia của mình ạ?
Câu hỏi của chị thì em thấy khá là hay, bởi vì đây cũng chính là những cái câu hỏi mà em luôn đặt lại cho chính khách hàng của mình, khi mà có những người họ thậm chí họ không biết là người như thế nào mới thực sự phù hợp với mình, mà họ sử dụng dịch vụ và họ nghĩ rằng là mình sử dụng dịch vụ và mình đưa ra những cái tiêu chuẩn và bên em có thể tìm được một cái chàng hoàng tử cho vị khách đó, hoặc là một nàng công chúa cho chính cái vị khách đó. Nhưng mà em cũng muốn cho nói với khách hàng rằng là cái chàng hoàng tử và cái nàng công chúa đó thì thực tế là nó sẽ không có thật. Tức là những cái người hoàn hảo, vì bản thân mình không phải ai cũng hoàn hảo cả, và bạn luôn theo đuổi cái hình mẫu nó quá lý tưởng như thế và cứ chạy theo cái hình mẫu như thế thì rất khó để có thể tìm kiếm được một người thực sự phù hợp với mình. Vì mình cần phải biết là mình cần cái gì và bản thân mình có cái gì thì mình mới biết được rằng là đâu mới là người phù hợp. Giống như kiểu là chị em mình đi mua quần áo ấy, thì mình cần phải biết là ưu nhược điểm trên cơ thể của mình, đâu là điểm mạnh và đâu là khuyết điểm của mình, thì mình mới chọn được một cái trang phục nó phù hợp. Còn nếu như mình không biết được điều đó thì mình cứ đi xem hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, mình cũng không chọn được chiếc váy ưng ý và phù hợp nhất. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ và những thông tin rất là thiết thực từ bà mối Dương Thị Tuyết Nhung. Và ngày hôm nay cũng là ngày 14 tháng 2, ngày hôm nay cũng là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, thì có rất là nhiều những cặp đôi mà chưa tìm thấy được một nửa của đời mình. Nhưng mà với những cái thông tin mà chị Nhung vừa chia sẻ, chúng tôi hy vọng là với những bà mối như thế này sẽ giúp cho các nửa có thể tìm lại được với nhau, và chúng ta ai cũng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Xin được cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.